sân mình cho bao người cùng anh em giã cánh con rời trao niềm tin muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người khác thêm hy vọng, thêm vững tin kiên cường. Dù nhiều gian lao thánh cướp vô hình, chúng ta không một mình, cùng nhau giữ đất nước yên bình, chung vòng tay yêu thương. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dần đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dấu mưa dấu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Anh ấy vẫn thầm lặng đây, mạnh mẽ đôi bàn tay, đôi mắt luôn hy vọng khát khao sôi sục, cũng quyết chiến đại gì. Dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười, sức mạnh cho bao người, cùng anh em sáng cánh không rời, cho niềm tin muôn nơi. Mình là cha mẹ, nói chung là con mình thì có ước lòng nhỏ, thì nói chung đi xa con thì cái điều không ai muốn, nhưng mà bây giờ bất cứ vị là một bác sĩ thì dù nhiều gian lao thánh thức vô hình, chúng ta không một mình, cùng nhau giữa đất nước yên bình, chung vòng tay yêu thương. Chiến thắng ước mơ giữ trong ánh mắt, dẫn đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dấu mưa dấu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim này.